cái vấn đề của cái người hỏi á, là họ giống như bị chìm đắm ở trong các cảm xúc. Thì cái câu trả lời á, hỏi thì rất là nhiều, mà câu trả lời chỉ đơn giản là dẹp nó qua một bên, đơn giản vậy thôi. Và nếu như mà quý vị không biết cái kỹ năng á, thì nên đi đến các khóa thiền tứ niệm xứ về cái quán thọ đó, thì quý vị sẽ được hướng dẫn kỹ hơn về kỹ thuật này. Còn trong cái giới hạn của một bài pháp, của một cái thời vấn đáp, thì sư chỉ nói đơn giản là nhìn vào cảm thọ của mình và dẹp nó qua một bên là xong chuyện ha.